Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm xe đồ chơi nha các bạn nha. Cùng đi với mình nha. Ui, các bạn ơi. Wow, ui, con khủng long nè các bạn ơi. Trời ơi. Wow, một em khủng long đang đậu trên một chiếc xe nè các bạn ơi, đang ngồi trên chiếc xe nè các bạn. Ui, dữ quá các bạn ơi. Đây, một em khủng long xanh luôn các bạn ơi. Wow, đây hơi đẹp là coi thử các bạn nha. Đây, một em khủng long xanh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Tôi là khủng long này. Wow, đẹp quá. Ui, ui, dưới đây có cái nút gì nè các bạn ơi. Wow, ui, mình nhấn vào là nghe tiếng khủng long nó kêu nè các bạn. Wow, khủng long đang gầm nè các bạn ơi. Chào các bạn xem thì nhớ đăng ký cho tôi nhớ các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, một em khủng long nha các bạn nhé. Đang ngồi trên đây là một chiếc xe máy xúc nè các bạn ơi. Wow, cho em khủng long đứng đây đi. Đây, đứng đây nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ quay cho các bạn xem về chiếc xe này nha các bạn nha. Đây, một em chiếc xe máy xúc đất nha các bạn. Chúng ta có thể dơ cái này lên các bạn, hạ xuống này, dơ lên, hạ xuống được luôn nha các bạn nha. Wow, cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn ơi. Đây, còn một chỗ ngồi là chúng ta sẽ ngồi ở đây nha các bạn. Đó, chúng ta có thể kéo cái này lên và đi cứu hộ rất là nhiều người luôn nha các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Đó, cái này để dùng đi cứu hộ nha các bạn. Máy xúc, in, 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 máy xúc cát nào. Nè 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 nè. Wow, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đây, một chiếc máy xúc cát. Đó, còn tài xế thì chúng ta sẽ cho người ở đây nha các bạn, để mà đi chở rất là nhiều người lộn, đi cứu hộ các bạn nha, hoặc là đi tỉa cây nha các bạn nha, đi sửa điện nha các bạn nha. Rồi, hạ cây, hạ cái này xuống nha các bạn ơi. Đó, hạ xuống nè. Hạ xuống nha, hạ xuống. Đó, hạ xuống rồi nha các bạn nha. Còn đây, một em khủng long. Bây giờ mình sẽ lấy em khủng long này mình đi tìm xe đồ chơi nha các bạn nha. Ở luôn các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm xe đồ chơi nha các bạn ơi. Cùng đi với mình nha. Mình là em khủng long xanh đây, cùng đi thôi. Đây, mình sẽ để em xe đây các bạn nha. Rồi, mình để em xe đi luôn các bạn ơi. Đây, đi chơi với mình tiếp luôn. Ui các bạn ơi, wow, đây có một chiếc xe này các bạn. Wow, 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 wow. Ui, em xe này, em xe gì đây? Ui, hai em xe này tựa như nhau chưa đây các bạn ơi. Một em xe màu xanh, một em xe màu xanh lá, một em màu xe màu xanh nước nha các bạn. Wow, mỗi em đều có một cái nét đẹp riêng các bạn nha. Và hai em này đều có cứu hộ luôn nha các bạn. Đây, để cắt cây luôn các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Đây, vì chúng ta sẽ để em khủng long lên đây các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ ngồi lên đây và mình sẽ chơi một trò chơi là mình sẽ tông vào chiếc này nha các bạn. Rồi, để đây đi. Đây, đây. Bây giờ chúng ta sẽ lấy chiếc này tông vào nha các bạn nha. In, yeah. Wow, các người có sợ không? Bây giờ ta sẽ tiến hành, ta sẽ tông vào chiếc xe màu xanh nước nha các bạn. 1 2 3. Ui, qua các bạn ơi, lộn nhau luôn các bạn ơi. Trời ơi, chưa tông chúng mà đã lộn nhau luôn các bạn. Đây, trời, chắc là bị mắc cái này các bạn nè. Rồi, chúng ta sẽ làm lại nha các bạn. Vậy làm lại thì giờ chúng ta sẽ kéo cái cần này lên nha các bạn nha. Đây, mình sẽ kéo cần này lên nè. Rồi mình ơi. Đây các bạn ơi, từ mình phải chỉnh sửa lại cái này nha các bạn. Đây. Đây 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 đây, đó, kéo cái này lên các bạn nha, là nó sẽ không bị dính nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái em này các bạn nha. Đây, ngồi đây. Rồi, lại nha các bạn ơi. 1 2 3. Ui, trời ơi, ba em dính chùm nhau luôn các bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Đây, một em xe máy xúc. Đây, một em xe police cảnh sát cứu hộ nha các bạn. Rồi, để đây các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm xe tiếp nha các bạn nha. Wow, đây có những cái hoa đẹp chưa nè các bạn ơi. Cặp 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 cặp. Ta là khủng long bằng cỏ nha các bạn. Rồi, đi tìm xe với mình tiếp đây. Lên. Ui, các bạn ơi. Wow, ở đây có một chiếc xe nữa các bạn. Kéo lại. Ui, một em xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Wow, ngã rồi, kéo dây. Đây, một em xe trộn bê tông màu vàng nha các bạn nha. Wow, em này đẹp chưa nè các bạn ơi. Xoay, in. Wow, xoay được luôn nha các bạn. Xe này chúng ta có hai chỗ tài xế ngồi nha các bạn nha. Wow, một em xe trộn bê tông màu vàng các bạn ơi. Còn được quanh chớn không nha. In. Wow. Wow, chạy dữ quá các bạn ơi. Rồi, để đi các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm xe với mình tiếp nha các bạn nha. Nè. Đây, mình đẩy lại một lần nữa nha các bạn. Đây, mình sẽ đẩy nhanh một lần nữa để cho em nó chạy các bạn. In. Ui, wow các bạn ơi, sợ em này luôn. Wow, đây, một em xe khủng long này các bạn. Wow, một em xe khủng long màu xanh các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này các bạn. Đây, để mình phóng to ra các bạn nha. Đây, cho các bạn nhìn rõ hơn nha các bạn. Đây là xe cẩu xúc cát khủng long nha các bạn ơi. Đây, chúng ta có thể dùng cái này để đi xúc cát nha các bạn nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, chúng ta có thể quạt. Đây các bạn nè, đây là cái cần để chúng ta có thể quật nha các bạn. Đó, để xúc cát này. Trời, em khủng long nằm mệt quá, nằm luôn. Rồi, đẩy lại nè. Đó. Đây, rồi đi tìm xe tiếp với mình nha các bạn ơi. Lên. Ui các bạn ơi. Wow, ở đây có em xe gì nè các bạn ơi. Wow, để phóng quần lại nè. Ui, một em xe công nông các bạn ơi. Trời ơi, em xe công nông đang chở theo một em khỉ nè các bạn. Wow, đây, đẹp quá các bạn ơi. Đây, một em xe công nông màu đỏ nha các bạn.
Wow, còn đây là em khỉ nha các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ coi em khỉ này thử nha các bạn nha. Wow, đây một em khỉ màu cam nha. Ui, ở đây có sao có con tắc này các bạn ơi. Ui, wow. Ê, em khỉ này lộ được không ta? Đấy, wow, em khỉ lộ được luôn nha các bạn. Ui, hay quá. Đây. Ui, em khỉ này lộ hay quá các bạn ơi. Để lại. Trời ơi, em khỉ lộ nè các bạn. Hay quá các bạn ơi. Dạ, thích quá các bạn. Thì lượn nó đi. Lượn nó đi. Đó. Wow, hay quá các bạn ơi. Đây, còn đây là chiếc xe con nông nha. Trời ơi, xe con nông này mà em khủng long ngồi lên thì chỉ có đẩy xe luôn các bạn. Đây, chỉ có ngồi vậy là được các bạn. Ui, em khủng long gầm cái gì các bạn ơi. À, là em nói chắc em khủng long này nói là cái xe này không có ngồi được các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tắt máy em này nha các bạn nha. Đây, tắt máy nè. Ây da, ui, tắt máy nè. Rồi, để đây các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm tiếp với mình nữa nha các bạn. Rồi, cho em khỉ này ngồi đây các bạn ơi. Rồi, đi tìm tiếp các bạn ơi. Là. Đây, từ cho em khủng long ngồi đây nghỉ mệt đó các bạn nha. Các bạn thấy em khủng long này đẹp không? Quá là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, đi tìm tiếp đây. Xa. Ui, các bạn ơi. Wow, một em người nhện to chứ các bạn ơi. Trời ơi, một em mô hình người nhện các bạn ơi. Trời ơi, đang được một chiếc container chở nữa các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Trời ơi, nó dài hơn cả một cái xe container luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Đây, chúng ta sẽ cùng khám phá nha các bạn nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá coi thử em người nhện gì mà nó dài thế nha. Đây, bây giờ coi với mình nha các bạn. Đây, một em người nhện màu xám các bạn nha. Đây, mình đang phóng to ra các bạn dễ nhìn rồi nè các bạn. Đây, cái tay các bạn bẻ lên được nè. Đó, hạ xuống được nha. Wow, ui, đây có cái nút gì nè các bạn. Wow, em người nhện nói gì vậy các bạn? Ui, trời ơi, chạy bắn súng luôn các bạn. Trời ơi, em người nhện này ghê quá các bạn ơi. Wow. Còn đây các bạn nha, một em xếp container. Wow, cực kỳ là dài luôn các bạn ơi. Trời, cho em container nằm đây. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm xe tiếp nha các bạn. Đi thôi. Đi. Ui, đây các bạn ơi. Wow, một em xe gì nữa các bạn ơi. Ui, quay vào đây. Wow, đẩy vào đây. Đây này, em xe gì đây? Wow, một em xe khủng long này các bạn. Ui, một em xe khủng long màu xanh nha các bạn nha. Đó, xe khủng long này có một chỗ ở đây được nè các bạn. Wow, đây. Xe đầu khủng long lại chở một em khủng long trong này luôn các bạn nha. Và đây, ta cũng là khủng long đây. Ha, các người chỉ là một em khủng long nhỏ thôi. Ui, hay quá các bạn ơi, thích quá. Đẹp quá các bạn ơi, đây. Đây, các bạn nghe ta gầm không? Em khủng long này, xe này cực kỳ là đẹp luôn. Các bạn mà xem clip này thì hãy nhớ cho mình cái đăng ký đi nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, đẹp quá các bạn nhé. Đây, rồi chúng ta sẽ để xe khủng long đây các bạn. In rồi đi tìm tiếp nha các bạn nhé. Đây, rồi. Giờ chúng ta sẽ đi nha các bạn. Đây, đi. Wow, đây nè các bạn ơi. Wow, đây có một chiếc xe nè các bạn ơi. Đây, ui, một em xe này là xe gì đây? Wow, một em xe trộn bê tông nha các bạn nha. Ui, đi. Một em xe trộn bê tông màu trắng, màu xanh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Wow, đi. Ui, rớt ra luôn cái này luôn các bạn ơi. Rớt ra rồi. Thôi, để mình gắn vô lại nha các bạn nha. Đây, để mình gắn vô lại nha các bạn ơi. Wow. Ui, không lộn được các bạn ơi. Đây, mình lộn lại các bạn nha. Các bạn thấy ghê không? Này, một lần nữa nè. Wow. Đây, chúng ta sẽ bỏ vô nha các bạn. Rồi, một em xe trộn bê tông màu xanh, màu trắng nha các bạn. Rồi, đi tìm tiếp các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm tiếp nha các bạn. Là. Wow, quý các bạn ơi, ở đây có nhiều xe trên này các bạn. Quý, ba em xe cần cẩu luôn các bạn ơi. Ba em xe cần cẩu, một em xe ben nha các bạn. Đây là một em xe cần cẩu xúc cát màu vàng các bạn ơi, màu vàng. Rồi màu xanh nước nha các bạn, màu đen nha các bạn. Còn bên này là một chiếc xe cần cẩu màu vàng này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ thử này xúc cát thử nha các bạn. Đây, xúc cát được luôn nha các bạn ơi. Đó. Wow, hay quá các bạn ơi. Đây. Wow, xúc được cát luôn nha các bạn. Đây, đổ xuống nha các bạn ơi. Đây, một em xe thần cẩu nha các bạn. Còn bên đây chúng ta có bên này là một chiếc xe ben nha các bạn nha. Đi. Một em xe ben màu vàng nha các bạn ơi. Wow, để em xe ben chở cát nha các bạn. Đây, wow, ở đây có một chiếc xe đây nữa các bạn ơi. Rồi, đem vào đây.
Đây là một em xe cần cẩu các bạn nha. Đây, một em xe cần cẩu số cá có màu hồng. Ui, cái này cái bánh gì ta? Ui, cái bánh nó ui, cái bánh ai làm sao mà nó gắn ngược này các bạn. Trời ơi, mình phải làm thợ sửa xe thôi. Tháo ra. Trời ơi, ai làm bị gắn ngược này các bạn. Đây, trời gắn mà không đúng chỗ nữa các bạn ơi. Rồi, gắn lại nha. Rồi, rồi gắn lại nha các bạn. Mà em xe cần cẩu quá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi mình đã kiếm hết xe rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về nha các bạn nha. Nếu các bạn xem video này thấy hay thì đừng quên cho mình những cái like, đăng ký, chia sẻ nha các bạn. Bye bye, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp của mình. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Wow, cực kỳ hay luôn nha các bạn. Hello, xin chào mừng toàn thể các bạn. Ta là khủng long xanh đây. Hello, xin chào mừng toàn thể các bạn. Mình là khủng long xanh đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm xe đồ chơi với mình nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Mình có một em khủng long xanh cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm xe đồ chơi các bạn nha. Trước khi đi tìm xe thì các bạn thấy không? Ở đây mới mưa xong các bạn, nên hoa ra rất là đẹp luôn nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đây, chúng ta sẽ cắn các bạn. Đây, bây giờ cùng đi tìm xe đồ chơi với mình nha các bạn ơi. Tôi thích quá các bạn, đi thôi. Xì la 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 la. Ui các bạn ơi, wow, mình đã thấy được một chiếc xe đầu tiên rồi nè các bạn. Đây, wow, một em xe máy xúc nè các bạn ơi. Đây, một em xe cứu hộ máy xúc nha các bạn. Wow, có chỗ tài xế ở đây nha các bạn nha. Đây, chỗ tài xế ở đây. Và một chỗ tài xế trong này nha các bạn. Còn đây cái đồ này là cái đồ máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, chúng ta có thể xúc cát nha các bạn. Đây các bạn thấy đẹp không? Wow, cực kỳ đẹp đúng không các bạn nha. Đây, còn đây là cái đồ để chúng ta gạt và xúc cát này các bạn ơi. Đó, còn đây là cái đồ để chúng ta cứu hộ nha các bạn. Dỡ lên nào, hạ xuống nào. Đó, cái này chúng ta có thể thụt dài ra được luôn nha các bạn nha. Đây, mình sẽ thụt dài các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta có thể dỡ cái này có thể đi cắt cỏ nha các bạn nha, cắt cây những cái cây trên cao á các bạn, hoặc là sửa điện nha các bạn nha. Wow, kỳ đẹp luôn các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ ngồi khủng long ở đây. Chạy đi thôi. Mình sẽ đẩy em khủng long này nha các bạn. Wow, chạy nhanh các bạn ơi. Ngã luôn nè các bạn ơi. Ngã luôn. Chạy lại các bạn ơi. Đây lui đưa đây chạy lại các bạn. Đây mình lui ở đây chạy lại các bạn nha. Đây. Ui, lộn nhau luôn các bạn ơi. Ui, trời đau quá em nó kêu nè các bạn ơi. Trời ơi, đau quá mà em nó la nè các bạn. Ui. Trời em nó đang giận dữ nữa các bạn ơi. Trời ơi, mình chơi em đau quá mà em giận dữ em nó kêu nè các bạn. Trời ơi, biết rồi. Đây là chiếc xe máy xúc nha các bạn nha. Rồi để chiếc xe máy xúc ở đây. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm xe tiếp với mình nha các bạn. La. Ui các bạn ơi, cái gì đỏ trong kia kìa các bạn. Các bạn thấy không? Đây, chúng ta sẽ coi thử các bạn ơi. Ui, một em xe sẽ nằm trong này đây. Chúng ta sẽ lôi ra các bạn ơi. Trời ơi, một em xe sao lại nằm trong này. Mình phải lôi ra thôi. Dạ. Mình phải lôi ra các bạn ơi. Dễ xa. Mạnh lên. Đây. Wow, mình đã lôi ra được rồi này các bạn ơi. Đây, một em xe cứu hộ nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ hạ này xuống nè các bạn. Đây, hạ xuống nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ đẩy này lên nè các bạn ơi. Đây. Chúng ta có thể dỡ cái này ra xa được luôn nha các bạn nha. Đó. Đây, đẩy ra được đấy các bạn. Đẩy ra. Yeah. Rồi, cái này cứng quá các bạn ơi. Đây, chúng ta phải dùng hết năng lực đây các bạn thấy không? Đó, mình đã dơ cái này ra từ xa để các bạn ơi, một em xe cứu hộ Bullet lộn xe này là xe cứu hỏa nha các bạn nha. Đó, đây là cái vòi xịt nước nha các bạn. Đây cái vòi để dơ lên cao chúng ta có thể xịt nước để mà cứu hộ những cái căn nhà trên cao nha các bạn. Và đây là chỗ của hai anh tài xế trong này nha các bạn ơi. Quá là đẹp luôn nha, một em xe màu đỏ. Đi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Chiếc nào chứ nữa chúng ta sẽ kiếm cái mộc chúng ta sẽ đem về chơi nha các bạn. Rồi bây giờ ngồi lên đây đi, chúng ta sẽ đi tìm xe tiếp các bạn ơi. Nè, ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe nữa các bạn. Wow, mình mới đi một xíu mà mình đã thấy được một chiếc xe nữa rồi các bạn ơi. Đây, một em xe HI326 các bạn ơi, xe tên lửa các bạn. Đùng. Bùm. Wow, một em xe tên lửa HI326 các bạn ơi, cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Xe này chúng ta có 6 cái bánh nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, chúng ta có thể dùng chiếc này để bắn tên lửa. Đùng. Wow, đẹp quá các bạn nha. Đây, em xe tiếp theo các bạn nha. Để đây, rồi đi tìm xe tiếp các bạn ơi. Nè. Ui, đây các bạn ơi. Chạy qua đây. Đi. Rồi, ở đây các bạn nha. Rồi, mình thấy được một chiếc xe nữa các bạn. Ây, wow. Một em xe tiếp theo nha các bạn nha. Một em xe, cái này là em xe Mobi Shark các bạn ơi. Xe của cảnh sát nha các bạn. Wow, chúng ta có thể đẩy cái này lên được các bạn.
Cái này nó giống như cái màu xanh nha các bạn nha. Chiếc màu xanh nãy mình quay các bạn xem, chúng ta có thể dùng chiếc này mà đi cắt cỏ các bạn nè, đi sửa điện nha các bạn. Mà xe này cảnh sát chắc là để dơ lên cao để bắt tội phạm đó các bạn ơi. Đây, một tài xế ngồi đây nha các bạn nha, và một tài xế sẽ ngồi ở đây. Wow, đây có khuôn mặt cười đẹp nha các bạn. Hello các bạn, mình là xe Bullet đây, các bạn xem nhớ đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, wow, rồi em đã nhõng ben các bạn ơi, cho anh ngồi đây nhõng ben đi. Rồi, ta sẽ đẩy đi trước các bạn. Wow, wow các bạn ơi, trời ơi, tông vào một chiếc xe luôn các bạn. Wow, một em xe cẩu khủng long này các bạn ơi. Wow, 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 ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đây, xúc cá các bạn nha. Đây, còn đây em xe khủng long này ngồi trên cứu hỏa. Đây, chúng ta có thể dùng chiếc này mà đi xúc cá các bạn ơi. Là xúc cực kỳ là nhiều cát luôn các bạn nha, cực kỳ đẹp luôn. Một em xe Mobi Shark các bạn nha. Đúng, xe này là xe cần cẩu khủng long. Đi tìm tiếp các bạn ơi. Đi, đi, đi. Wow, wow các bạn ơi, trời ơi, mình tông vào một chiếc xe này các bạn ơi. Trời ơi, xe gì đây? Wow, một em xe trộn bê tông này các bạn. Wow, wow các bạn ơi, một em xe trộn bê tông cực kỳ đẹp luôn này các bạn. Đây, em xe trộn bê tông. Ui, xe trộn bê tông này có bánh chớn luôn nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn bánh chớn đang chạy các bạn ơi. Nè 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 nè. Một em xe trộn bê tông màu vàng nha các bạn nha. Tài xế thì sẽ ngồi phía trên đó các bạn nha. Tài xế đang đi đâu rồi các bạn? Wow, xe chúng ta có cái đồ đổ bê tông ở đây các bạn nha. Đây. Đây là chúng ta sẽ đổ bê tông nha các bạn nha, và đổ bê tông chúng ta sẽ đổ bê tông vô trong này nha các bạn. Xoay in in in. Đây, còn đây là cái đổ cái vòi để chúng ta xoay nha các bạn nha. Đó, xoay xoay xoay. Wow, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm xe tiếp các bạn ơi. In 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 in. Ui các bạn ơi, ở đây là thấy một chiếc xe gì nữa nè các bạn. Wow, một em xe gì siêu nhân đang ngồi trên chiếc container các bạn. Nè nè nè. Wow, một em cái này là em người nhện các bạn ơi. Trời ơi, người nhện to quá các bạn ơi, phải ngồi trên một chiếc container kéo đi luôn các bạn. Đây là một em mô hình người nhện nha các bạn nha. Wow, các bạn thấy không? Khủng long cực kỳ là đẹp luôn. Và bố nhìn người nhện cũng cực kỳ là đẹp luôn các bạn nha. Wow, to quá. Đây, để mình phóng cái điện thoại to ra nha. À hey, mình đã phóng màn hình to ra để các bạn nhìn có thể dễ hơn nè các bạn. Đây, em này các bạn thấy không? Cực kỳ là to, cao lắm các bạn ơi. Đây mình đo thử các bạn ơi. Nè các bạn, trời ơi, nó phải 30 cm á các bạn ơi. Hơn 30 cm nha, cực kỳ đẹp luôn. Quỳ đây có cái nút gì nè các bạn. Đây, để mình phóng gần lại cho các bạn xem kỹ nè. Đây, ở đây có cái nút này các bạn. Đây các bạn thấy không? Nè nè. Bấm vô. Quỳ nói gì các bạn nè. Chocolo. Wow 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 wow. Ui, ghê quá các bạn ơi, ghê quá quá. Hay quá các bạn ơi. Wow, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Còn đây là một chiếc xe gì chiếc này là gì? Chiếc container. Quên, đây một chiếc xe container nha các bạn. Rồi, sẽ để em khủng đây đây các bạn ơi. Em sẽ dừng nằm đây để container chở đi các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi với em khủng long này nữa nha các bạn. Tiền 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 tiền. Wow, lại gặp một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Xe này là xe gì đây? Wow, một em xe này là em xe trộn bê tông các bạn. Điên 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 điên. Một em xe trộn bê tông màu trắng màu xanh nha các bạn nha. Wow, xe này chúng ta có 6 cái bánh nè các bạn. Nè 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 nè. Điên điên điên. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Một em xe trộn bê tông màu trắng màu xanh cực kỳ kỳ là đẹp luôn các bạn nha. Trời ơi. Trời ơi, mình tưởng tượng nó lộ lên được các bạn. Thấy ui. À lại nè, một cái ba. Wow, các bạn thấy ghê không? Ghê không? Rất là ghê luôn các bạn ơi. Đây, đi tìm xe tiếp các bạn ơi. Nè 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 nè. Wow, một chiếc xe đây nè các bạn ơi. Trời ơi. Ui, em xe này mình đang chở khủng long, lại thấy đây một em xe khủng long đang chở một em khủng long nữa các bạn ơi. Wow, em khủng long này dữ quá các bạn. Xà ta là khủng long đi. Các người muốn gì? Wow, cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Một em xe khủng long là đang chở một em khủng long các bạn ơi. Đây. Trời ơi, các bạn nhìn kiểu dáng này đẹp không? Wow, xe này là xe khủng long nhốt chuồng nha các bạn. Nó đang ngó cái đầu lên các bạn ơi. Nè 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 nè. Đây đây đây, mình lộn lần nữa các bạn nha. Mình lộn lần nữa mình coi thử nó có lộ lại nha. Ui, không được các bạn ơi. Đây 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 đây. Ui, không giữ được các bạn ơi. Đây, mình sẽ cố gắng lần nữa đây, lần này nó cho được nè. Wow, các bạn thấy không? Được ghê không? Quá là ghê luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm xe tiếp nha các bạn. Nè 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 nè. Ui, các bạn ơi. Wow, mình lại gặp đây một chiếc xe công nông này các bạn. Trời ơi, xe công nông đang chở theo một em khỉ các bạn ơi. Wow 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 wow, một em khỉ màu cam nè các bạn. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đây chúng ta để anh khỉ nó xuống các bạn. Ui 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 ui. Wow 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 wow, ui em khỉ lộn các bạn. Wow, dữ quá các bạn ơi, em khỉ lộn dữ quá các bạn. Đây 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 đây. Bạn thấy dữ không? Trời ơi, lộn luôn các bạn ơi. Wow. Wow, hay quá, hay quá, hay quá các bạn ơi. Quá là đã luôn, quá là đã luôn. Đây, xì.
Đó, lộn đi, lộn đi, lộn đi. Còn đây là chiếc xe con nông màu đỏ nha các bạn. Ý, nè 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 nè, xe con nông này có bánh trướng luôn nha các bạn. Nè 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 nè. Wow, ui, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, bỏ em coi con nông này vô các bạn ơi. Đây, đây đi, rồi, thôi mình tắt này các bạn nha. Đây, tắt này các bạn ơi, rồi. Rồi, nó đó đi các bạn ơi, rồi đi tìm xe tiếp nha các bạn. Tà ta tà ta đi, tì đi, quỳ đó các bạn ơi, mà em xe cường cẩu nữa các bạn. Wow. Mà em xe cường cẩu xúc cát màu xanh nước các bạn ơi, xanh nước màu hồng nữa các bạn. Đây, xe này chúng ta có tới 3 chỗ ngồi lận nha các bạn nha. Một chỗ ngồi là chúng ta sẽ hai chỗ ngồi ở đây các bạn nha, và một chỗ ngồi ở dưới này nha các bạn. Quá là đẹp luôn. Ui, đây nữa các bạn ơi. Một em xe cần cẩu nữa các bạn ơi. Đây, một em xe cần cẩu xúc cát nè các bạn. Giơ lên, giơ lên, giơ lên, bẻ xuống nha các bạn. Wow, đây là chỗ tài xế ở đây nha các bạn ơi. Đây, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, còn đây nữa các bạn nha. Wow. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một chiếc xe cần cẩu và một chiếc xe ben nữa các bạn ơi. Đây, một em xe cần cẩu xúc cát nha các bạn. Xúc cát. Số cát nha, wow, cực kỳ hay các bạn ơi, mà em xe cần cẩu xúc cát và một em xe ben. Rồi, 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 rồi. Ui, còn đây một chiếc xe máy xúc nữa nè các bạn ơi. Wow, một em xe máy xúc cát nữa các bạn. Ui, hay quá các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Một em xe máy xúc màu xanh nè các bạn ơi. Wow, vừa máy xúc mà vừa cần cẩu luôn các bạn. Thôi, thích quá các bạn ơi. Wow, lại ôi, hết xe rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về nha các bạn nha. Mình đã kiếm hết xe rồi. Nếu các bạn xem mà thấy hay thì đừng quên cho mình những cái like, đăng ký, chia sẻ để xem những cái video tiếp theo của mình nữa nha các bạn. Bye bye, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.